Ok, giờ thì cho ăn xong sẵn đi nha. Cậu phải kẹp khúc khác vậy hả? Tôi có nuôi chim con rồi, phải kẹp mấy khúc. Mùa nay nuôi đẻ nhiều. Đẻ cũng được. Nay đầu bắt đầu cũng đẻ rồi đúng không? Đâu, này gần cuối mùa rồi. Mà nói chung nuôi chim này, con này vừa cuối mùa, có con khác để sẵn đẻ. Cứ thấy gì chứ, ta nói dùng một chim, cứ thấy chim đẻ liên tục luôn. Mình nuôi vậy chứ quầy gần giờ còn đẻ đâu. Quầy gần giờ như giờ còn, quầy gần giờ cuối mùa nè. Nhưng mà ý là thấy vẫn còn chim tiền mà ta. Đúng rồi, thì quầy gần giờ còn giờ gần cuối mùa nè. Vẫn còn chim mổ, vẫn còn tiền mà nó tụ bắt chim con lê ra ấy mà. Nó không nhiều. Ok, ăn xong rồi về vô phòng. Giờ đi ra tới đâu? Sài Gòn. Thấy chắc Phú này với Sài Gòn chơi mạnh. Tùy nhau em. Thấy Bình Dương cũng ít. Yếu, kiểu nó yếu, có chơi chút màu không?